Năm 2021, gửi tiết kiệm ngân hàng nào hiệu quả ở khu vực nông thôn? Chào mừng các bạn đã đến với video của Trần Xuân Bình. Và tôi là chuyên gia về tài chính, gia đình và sức khỏe. Cảm ơn bạn đã thường xuyên theo dõi kênh. Và bạn hãy đăng ký kênh, ủng hộ kênh ngày hôm nay để đón xem những video tiếp theo. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ về cách làm thế nào để chúng ta có thể gửi được tiết kiệm ngân hàng tại khu vực nông thôn vô cùng hiệu quả. Hầu hết chúng ta khi ở khu vực nông thôn thì chúng ta gặp những cái khó khăn, đó là có rất là ít lựa chọn, có rất là ít ngân hàng, và gần như là nếu chúng ta có thêm sự lựa chọn thì phải đi đến một nơi rất là xa. Và chúng ta thường hay có thói quen đó là lựa chọn những khối ngân hàng nhà nước như là BIDV, Vietinbank, Agribank hay là Vietcombank. Và không biết được rằng là chúng ta sẽ tìm cách nào để có thể gửi được tiết kiệm hiệu quả. Hầu hết chúng ta hay lựa chọn, một là do vị trí của chúng ta gần, hai đó là chúng ta có người quen làm việc ở ngân hàng đó, và từ đó thì chúng ta đã chọn và gửi ngân hàng như thế này. Vậy thì những cái điều lựa chọn như vậy có đúng không, và làm thế nào để trong khu vực nông thôn chúng ta có thể gửi được tiết kiệm một cách vô cùng hiệu quả? Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn biết được tất cả những bí kíp vô cùng tuyệt vời ngay sau đây. Hãy xem hết video này, đặc biệt là các bạn quý anh chị và các quý cô bác đang ở khu vực nông thôn. Điều số 1 đó là chúng ta cần phải tối ưu hóa lãi suất kép. Chúng ta hiểu đơn giản lãi suất kép là gì? Lãi suất kép đó là khi đến hết một kỳ hạn, chúng ta gộp cả tiền lãi vào tiền gốc và tiếp tục đem cả tiền gốc và tiền lãi đó gửi với kỳ hạn tiếp theo, lặp lại. Và lãi suất sinh ra ở kỳ hạn tiếp theo sẽ cao hơn ở kỳ hạn trước. Và chúng ta có một cái điều vô cùng quan trọng, đó là một người nhà bác học Albert Einstein đã nói rằng kỳ quan thứ 8 của thế giới đó chính là lãi suất kép. Hay là tỷ phú Warren Buffett đã nói rằng nếu bạn chưa hề biết đến lãi suất kép thì bạn chưa hề đã là một người gửi tiết kiệm thông minh. Và tất cả quý cô bác các anh chị đang ở khu vực nông thôn, hãy lưu ý điều này để có thể lựa chọn cho mình một cái kỳ hạn gửi cũng như là lãi suất kép một cách vô cùng hiệu quả. Điều thứ hai đó là chúng ta cần biết đến quy luật 72. Quy luật 72 có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có thể tính được số tiền mà chúng ta nhận được một cách vô cùng đơn giản thông qua việc lấy 72 chia cho giá trị tỷ lệ lãi suất cố định mà bạn được hưởng. Tôi lấy ví dụ chúng ta được hưởng lãi suất là 12% năm thì chúng ta sẽ lấy 72 và đem chia cho 12 thì chúng ta sẽ ra được khoảng là 6. Như vậy là cứ 6 năm thì chúng ta sẽ được tăng gấp đôi số tiền một lần. Tôi lấy ví dụ, nếu ngày hôm nay bạn gửi với số tiền là 100 triệu thì sau 6 năm số tiền của bạn sẽ lên là 200 triệu cả tiền lãi và tiền gốc của bạn. Đó là chúng ta sẽ gửi với lãi suất kép. Thật là đơn giản đúng không ạ? Hãy tưởng tượng nếu như bạn gửi 1 tỷ của ngày hôm nay và 10 năm sau bạn sẽ có 2 tỷ, 20 năm sau bạn sẽ có 4 tỷ và 30 năm sau, cứ 10 năm sẽ lại nhân đôi. Tất nhiên là lãi suất bạn sẽ điều được với ngân hàng. 30 năm sau bạn sẽ có 8 tỷ, 40 năm sau bạn sẽ có 16 tỷ. Chúc mừng bạn. Bởi vì bạn đã biết được một công thức vô cùng tuyệt vời của ngày hôm nay. Bạn có thể điều với ngân hàng để lựa chọn được lãi suất kép. Và nếu sau 40 năm, bạn hãy tưởng tượng nếu bạn đang có trên 10 tỷ đồng thì điều gì sẽ xảy ra với tuổi già của bạn, với sự an nhàn khi mà bạn không cần phải có một khoản lương hưu và vẫn có thêm một số tiền vô cùng tuyệt vời đã tích lũy ở phía trước. Chúc cho bạn thật là thành công. Và điều thứ ba đó là làm thế nào để gửi được tiết kiệm ngân hàng ở khu nông thôn hiệu quả? Đó là bạn hãy cần phải nhấc chiếc máy smartphone của bạn lên và gọi đến số mã vùng ở trong khu vực tỉnh của bạn. Ví dụ như bạn đang ở tỉnh Phú Thọ, đó sẽ là 0210. Bạn đang ở khu vực tỉnh Vĩnh Phúc sẽ là 0211. Nếu bạn đang ở khu vực Hà Nội sẽ là 024 và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 028. Hãy gọi số điện thoại bằng mã vùng của bạn cộng với 1080 và bạn sẽ biết được xem tại thời điểm hiện tại thì lãi suất của ngân hàng nào cao nhất. Tất nhiên dịch vụ này sẽ tính tiền và bạn sẽ phải mất khoảng một vài nghìn nào đó cho cuộc điện thoại của bạn, nhưng nó cũng rất xứng đáng bởi vì bạn biết được ngân hàng nào sẽ hiệu quả. Điều thứ hai là bạn phải viết ra được danh sách tất cả các ngân hàng của khu vực của mình. Nếu như bạn đang ở khu nông thôn thì có thể di chuyển một quãng đường khoảng mấy cây số để có thể ra thị trấn, và ở đó thì có thể sẽ có nhiều ngân hàng hơn để bạn lựa chọn. Lời khuyên của tôi là
đó là bạn hãy lựa chọn những ngân hàng nào có lãi suất cao nhất, có những ưu đãi, có những cái quà tặng và có những cái chương trình về thái độ phục vụ của tư vấn cũng như là của các giao dịch viên một cách vô cùng làm cho bạn cảm thấy hài lòng. Hãy nhớ, bạn hãy luôn luôn cần lựa chọn những cái điều tuyệt vời để cho cái việc gửi tiết kiệm của bạn trở thành một công việc vô cùng thích thú và thú vị. Bạn có thể lựa chọn ngoài những khối ngân hàng mà bạn đã biết như Agribank, như Vietinbank, như BIDV hoặc là Vietcombank. Bạn có thể lựa chọn như ngân hàng, rất nhiều những ngân hàng khác mà bạn có thể lựa chọn. Và tùy từng thời điểm thì giá trị lãi suất của ngân hàng sẽ khác. Ví dụ như ACB, ví dụ như VP Bank, ví dụ như Ocean Bank, ví dụ như VI Bank, ví dụ như là nhiều ngân hàng khác như ngân hàng Phương Đông, đúng không ạ? Thì có rất là nhiều các ngân hàng này tùy theo vị trí địa lý mà bạn đang ở. Nhưng hãy lưu ý, bạn hãy cho mình được nhiều cái sự lựa chọn hơn. Đấy là việc mà bạn cần phải lựa chọn ngân hàng. Ngoài ra thì bạn cần phải lưu ý đến việc là chúng ta sẽ lựa chọn được lãi suất rồi, chúng ta đã lựa chọn được ngân hàng rồi. Vậy thì kỳ hạn nào sẽ là kỳ hạn phù hợp cho tài chính của bạn? Và nếu bạn muốn tận dụng lãi suất kép thì áp dụng ở bí quyết số 1 và bí quyết số 2. Còn trong bí quyết số 3, tôi có khuyên cho bạn rằng là hãy lựa chọn ngân hàng để chúng ta có được sự phục vụ, chúng ta có được ưu đãi, chúng ta có được lãi suất cao. Và hãy chọn các cái hình thức gửi tiết kiệm làm sao cho phù hợp. Và hầu hết mọi người thì nghĩ rằng là gì, họ ngân hàng, giao dịch viên họ không biết rằng là cái kế hoạch tài chính của chúng ta như thế nào, cho nên cũng không biết làm sao để có thể tư vấn cho chúng ta cho phù hợp. Cho nên điều quan trọng là cần phải căn cứ vào kế hoạch tài chính, để nếu như mà bạn gửi với cái kỳ hạn thấp hoặc là kỳ hạn dài thì cần phải xem là lãi suất của ngân hàng đó tại những cái thời điểm đó thì như thế nào là cao nhất, và làm sao có thể linh hoạt để rút tiền ra và đảm bảo được cái kế hoạch tài chính của mình ở trong tương lai. Thì chúng ta sẽ có là lãi suất, chúng ta sẽ có kỳ hạn, chúng ta sẽ có số tiền gửi và chúng ta sẽ có loại hình gửi tiết kiệm như là loại không kỳ hạn, loại có kỳ hạn, loại gửi tiết kiệm bậc thang, loại gửi tiết kiệm rút lãi trả trước và loại gửi tiết kiệm lấy lãi định kỳ. Có 6 loại hình này, bạn cần lựa chọn cho mình để phù hợp với kế hoạch tài chính của bạn. Trong những video tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ chi tiết về 6 loại hình gửi tiết kiệm này. Hãy đón xem những video tiếp theo ở trên kênh YouTube của Trần Xuân Bình. Và 1-2% thôi, nhưng nó sẽ là số tiền vô cùng lớn nếu như bạn tận dụng lãi suất kép, và số tiền trong tương lai bạn sẽ hưởng được nó không đơn giản chỉ là 1-2%, bởi vì lãi suất kép phụ thuộc vào hai yếu tố, đó chính là thời gian và lãi suất. Cho nên bạn hãy lựa chọn cho mình một cái loại hình gửi tiết kiệm và kỳ hạn gửi tiết kiệm và số tiền gửi tiết kiệm, ngân hàng gửi tiết kiệm và nhân viên giao dịch phục vụ làm cho bạn cảm thấy hài lòng và vô cùng thú vị. Chúc cho bạn sẽ có những cái kế hoạch gửi tiết kiệm ngân hàng ở khu nông thôn thật là hiệu quả. Chúc cho các cô chú, các bác, các anh chị đang ở khu nông thôn sẽ có những cái lựa chọn phù hợp nhất cho việc gửi tiết kiệm của mình. Và nếu các cô chú, các bác và các anh chị, các bạn đang thấy video này hay thì hãy like, subscribe, đăng ký vào kênh, ấn vào hình quả chuông ở bên cạnh để ngay khi tôi phát video mới nhất thì các anh chị, các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những video hữu ích. Trần Xuân Bình xin chào và hẹn gặp lại.